Nói về thành công của chương trình Rap Việt đem lại cho 4 vị huấn luyện viên gồm Bin, Kazik, Koqui, Sam to lớn thế nào thì trước đó họ đã là những rapper có tên tuổi lâu năm trong cộng đồng hip hop. Vì vậy, việc những rapper kỳ cựu này sở hữu được kha khá tài sản nhờ các sản phẩm âm nhạc của mình cũng là điều đương nhiên và dễ hiểu. Dù có xuất phát điểm khác nhau nhưng ở thời điểm hiện tại, dàn huấn luyện viên Rap Việt ai nấy đều tự tậu được nhà lầu, xe hơi hay những bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Những tưởng trong danh sách này, Bin là ứng cử sáng giá nhất khi nói về khối tài sản khủng. Tuy nhiên đừng vội, người giàu nhất trong Rap Việt mùa 2 không phải Bin mà chính là người này. Ngoài 4 vị huấn luyện viên thì một nhân vật khác không thể không nhắc đến trong danh sách này, chính là MC Trấn Thành. Nam MC được nhận xét là nhân vật có khối tài sản khủng nhất ở chương trình. Cách đây vài ngày, trong một đoạn clip hậu trường buổi quay phim mới, một nam diễn viên kiêm bạn thân của Trấn Thành đã gây chú ý khi bất ngờ tiết lộ khối tài sản khủng của nam MC. Tôi nói thật, trước giờ tôi chưa thấy diễn viên nào tài sản 1.000 tỷ như Trấn Thành mà diễn không cần cắt ca đơ. Chị em tôi đứng nhìn Trấn Thành diễn mà đứng tim luôn. Sau đó, Trấn Thành không có phản ứng phủ nhận việc sở hữu tài sản 1.000 tỷ mà chỉ tâm sự. Khán giả ơi, tôi diễn là phải hy sinh cả bản thân, cả thanh xuân. Vì vậy, mong khán giả hãy theo dõi bộ phim hài của tôi. Trước phản ứng này, nhiều người không khỏi thắc mắc chuyện Trấn Thành có 1.000 tỷ là thật hay chỉ là câu nói đùa đồng nghiệp. Vậy thực sự nam MC đình đám này giàu cỡ nào? Dù chưa bao giờ tiết lộ mức cát xê của mình, nhưng theo một số nguồn tin, Trấn Thành được trả 30 đến 50 triệu đồng cho mỗi tập lên sóng. Riêng những sự kiện mà nam MC tham gia được bầu show trả tới 6.000 USD tương đương khoảng 140 triệu đồng. Gây chú ý gần đây có lẽ là doanh thu lên tới 400 tỷ của bộ phim điện ảnh Bố Già do Trấn Thành viết kịch bản, đồng đạo diễn và đảm nhận vai chính. Hơn 15 năm gây dựng tên tuổi, Trấn Thành hiện có một cuộc sống đủ đầy và giàu có. Sinh sống cùng bà xã Haji Won trong một chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Cặp đôi đình đám cũng không ngần ngại chi hẳn 7,5 tỷ đồng để mua thêm một căn hộ cao cấp rộng 100m² hướng nhìn ra Hồ Tây ở Hà Nội. Danh hài Trường Giang từng bật mí rằng Trấn Thành và Haji Won còn có căn nhà lên đến 20 tỷ đồng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Trấn Thành còn có thú vui sưu tập trang sức, phụ kiện và nước hoa xa xỉ. Trong một clip, Haji Won khiến dân tình choáng ngợp trước bộ sưu tập hơn 600 lọ nước hoa của Trấn Thành. Và mức giá của mỗi chai đều không hề dễ chịu, trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng. Thêm vào đó, những chiếc đồng hồ tiền tỷ được gắn vàng, kim cương cũng thường xuyên được Trấn Thành sử dụng khi xuất hiện trước đám đông. Trong số đồ hiệu đắt đỏ của Trấn Thành đáng nhắc đến nhất chính là chiếc ghim cài áo. Nam MC không ngần ngại chi hàng trăm triệu đồng để mang về 14 chiếc ghim cài. Bên cạnh sở thích sưu tầm nước hoa, đồng hồ với bộ sưu tập tiền tỷ, MC Trấn Thành còn sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Như vậy có thể thấy độ giàu có của Trấn Thành mới kể xương xương ra bao nhiêu đây thôi, cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp rồi. Tiếp theo trong danh sách này, chắc hẳn phải nói đến huấn luyện viên Bin. Được chú ý nhiều hơn sau chương trình Rap Việt, nam nghệ sĩ mới đây đã tiết lộ căn nhà anh đang ở trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong một buổi trò chuyện, anh từng căn nhà trị giá 28 tỷ. Ngoài ra, Bin còn có sở thích sưu tập xe cổ tiền tỷ. Nam rapper thường xuyên đăng ảnh khoe những con xe đắt tiền của mình trên trang cá nhân. Mức độ chịu chơi của Bin còn được nhắc đến trong một lần đầu tư làm MV tiền tỷ. Bin đã đi đúc hẳn một chiếc nhẫn vàng 18K mang tên mình để làm đạo cụ. Thậm chí, anh đã từng khoe rằng mình đính vàng và kim cương. Bên cạnh đó, khán giả thường xuyên được chiêm ngưỡng những bộ trang phục cũng như phụ kiện đắt tiền mà nam ca sĩ trưng diện. Trong một buổi trình diễn, đôi giày của Bin đã gây hiệu ứng mạnh với những người yêu sneaker bởi lẽ anh diện mỗi chân một chiếc giày. Cả hai chiếc giày lần lượt có giá rơi vào khoảng 1.700 USD, khoảng 39 triệu đồng tới, 1.300 USD, khoảng 30 triệu đồng. Nói về độ giàu có của các rapper Việt, Kazik cũng là một cái tên không thể bỏ qua. Gần như là rapper đầu tiên được công nhận tại sân khấu đại chúng, không quá khó hiểu khi Kazik sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm theo nghề. Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, Kazik đã gây dựng được sự nghiệp thành công và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Theo đó, ngoài hoạt động nghệ thuật năng nổ, Kazik còn kinh doanh rất mát tay. Hiện anh đang là chủ sở hữu của một quán cà phê và một câu lạc bộ giải trí về đêm. Chưa kể, Kazik còn nắm trong tay bộ sưu tập xe gồm nhiều mô tô và xế hộp hạng sang. Những tài sản giá trị này đã phần nào chứng minh độ giàu có không phải dạng vừa của nam rapper. Với mức thu nhập khủng, Kazik cũng không ngại đầu tư cho bản thân những món đồ hiệu đắt giá. Chỉ cần điểm qua những bộ trang phục và phụ kiện mà sau năm này trưng diện trong chương trình Rap Việt cũng đủ thấy được độ chịu chi của anh như thế nào. Những bộ trang phục đến từ các thương hiệu đình đám toàn cầu như Chanel, Gucci. Trong đêm chung kết Rap Việt mùa 1, anh diện đôi giày bản giới hạn lên đến 10.000 USD, khoảng 200 triệu đồng. Tất nhiên, nếu quy ra giá trị tài sản, những món đồ hiệu này chính là cả gia tài bạc tỷ mà nhiều người mơ ước cả đời cũng khó lòng có được. So với các giám khảo Rap Việt mê xế hộp hạng sang, Giam luôn đồng hành với một chiếc BMW 320i được anh mua năm 2017 và sử dụng đến nay, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Con xe của nam nghệ sĩ cũng không quá gây sự chú ý khi chỉ được thay đổi nhẹ ở body kit, nhưng thậm chí anh còn vẫn giữ bộ mâm nguyên bản.
Nó là một chiếc xe phục vụ cho việc đi lại hàng ngày cũng như cho công việc của anh. Giam dù sở hữu một chiếc xe đẳng cấp hạng sang, nhưng ngoại hình của xe cũng rất bình dị như phong cách của anh. Khác so với nhiều ngôi sao nhạc rap khác, Giam không cầu kỳ trong việc trang trí nội ngoại thất xế hộp của mình. Nhắc đến Quao Quy, nam rapper từng là một cậu bé hip hop xuất thân từ đường phố. Hành trình phát triển cùng nhạc rap đã giúp Quao Quy cải thiện cuộc sống, bước lên nhiều tầm cao mới trong sự nghiệp. Ít khi khoe mẽ về bản thân, nhưng không ít rap fan đoán rằng Quao Quy là một đại gia ngầm. Bằng chứng là trong chương trình Rap Việt, Quao Quy liên tục diện nhiều món hàng hiệu đắt đỏ, đặc biệt nhất là sợi dây chuyền vàng 18K nặng 6 lượng có giá lên đến nửa tỷ đồng. Chưa hết, ngay từ khi nhận team, Quao Quy không ngại tặng cho mỗi thí sinh của mình một đôi giày thể thao với giá khoảng 5 đến 20 triệu đồng một đôi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ chương trình nhé.